Dạ con xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Đầu tuần chúc quý cô chú thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Lúc nào cũng may mắn thuận lợi trong công việc hay cô chú. Hôm nay thì con ghé lại vườn của anh Kiệt, bonsai trồi lá mít. Đó, khu vườn rất là quen thuộc, dễ thương. Như mọi khi thì mít thì lúc nào cũng có quý chú, nhưng mà cây kiểng thì lúc có lúc không, cho nên lúc nào có cây thì mình giao lưu với anh ha. Hôm nay thì ảnh cũng sưu tầm về được số cây. Con thấy là hôm nay mặt hàng mình nhỏ nhỏ nhưng mà khá là độc quái quý chú, nhiều cây thành phẩm luôn. Đó, mà đa dạng chủng loại luôn, rất là nhiều loại luôn. Đó, có khế vú sữa nè, linh sam nè, sơ ri, rồi hồng ngọc mai, rồi tùng, rồi lộc vừng. Đó, quá trời luôn, kim quýt, đặc biệt mấy cây kim quýt đẹp nha, lộc vừng cũng đẹp luôn. Cái củ lộc vừng này quá xá luôn nè. Thì quý chú cũng biết là giá cái vườn anh thì rất là hợp lý, dễ chơi ha. Dễ thương luôn. Đó. Hôm nay có mấy bụi cao nữa quý chú ơi. Thì thôi con mời quý chú gặp lại anh Kiệt đi ha, anh báo giá cho mình lựa chọn nha. Rồi, xin Rồi em chào chào anh quý Kiệt. cô chú trên mọi miền Tổ quốc ha. Đầu tuần thì Kiệt cũng xin chúc cho quý cô chú một ngày vui vẻ, hạnh phúc, Dạ. mua cây. Rồi Dạ. bây giờ làm không mất thời gian với cô chú nữa, thì hôm nay Kiệt có rất là nhiều chủng loại. Chắc mười mấy Me, loại á. lộc vừng, rồi vân vân và vân vân đi. Dạ rồi, nhưng mà cây Rồi, nào cũng quái đẹp của bây chú. giờ mình đi vào cây Mình số 1 đây, cây kim là quýt cây đi. kim quýt ha. Cây hai thân. Cây này là một gốc hai thân, Dạ, một gốc hai thân. Đây. cây này thì mình xả dây ra là nó nằm mà im, mà nó ăn dây hết rồi. Đây, rất độc đáo chú. Một gốc thôi ha, cái thân này nó nằm ngã ra. Cái thân này mọc trên cái thân này luôn. Đó, Rồi cây kiệt đo thông số ha, cây này ta sửa cũng lâu rồi. chiều cao nhất nó là được 48, quanh thân mỗi cái gì là bằng cái đầu lớn cái biết không. Còn cái cũ nó thì chắc nó lớn hơn gấp đôi cẳng cái ha. Quên đo đường kính tán. Tán khá rộng anh. Tán nó là được 60. Trên này cái thân này bẻ cái con này cũng độc ha. Rồi cây kim quýt số 1. Trái này nghe mấy chú, có hai trái mà bạn quỷ già nó lại nó chơi nó xử hết trái rồi. Này thì gắt đợt mới ra, tưởng mới là ra bông ra trái nữa quý chú ơi. Rồi cây kim quýt số 1 này Kiệt xin giao lưu với quý cô chú mình là giá 800 ngàn. 800 thôi anh hả? Đúng rồi. Cây này thành phẩm luôn quý chú. Mặc dù nhỏ nhưng mà nuôi rất là lâu mới được cây như thế đó. Tiếp theo là cây kim quýt số 2. Đây, cây này đẹp nè. Cây này thì nó cũng khá cây ha. Kim quýt mà nuôi ra dây mà cốt cành Nó thế này. không còn ôm dây nữa nha quý cô chú. Về chịu khó mình tỉa mấy cái Đúng rồi, để cho rì nó ra mạnh đi mình nó tỉa. Tại bỏ này cành. là thường là cái ông chủ vườn nè, ông dấp phải là nó ra chưa gì trơn, cái ông tỉa cho nên nó bị mà rút đầu cành. Bỏ cành. Cho nên là mình sau này rút kinh nghiệm mình cứ cho nó ra dài ra đi rồi mình hả tỉa thì nó khỏe luôn heo với cô chú. Rồi kiểm đo thông số. Chiều cao nó là được 40. Quanh thân nó được 9. Đường kính tán nó là 48. Liền thân liền cốt của chú ơi. Cây này cây phong cao rất là đẹp nha quý chú. Cây này nó thành phẩm rồi. Giờ mình chỉ chơi thôi chứ còn sửa thì hết rồi. Trừ ra quý cô chú nào hơi khó tính thì giờ mình làm lại một số cành cho cắt bớt cho nó chuẩn thôi. Rồi, cây số 2 này thì xin báo giá với quý cô chú mình là 900 ngàn. Bao gồm mũi xếp. Chỉ có tặng thêm là tặng mấy bụi cỏ rồi thôi. 900 thôi, cây thành phẩm của chú ha. Không có dây Đây, gì chơi. việc đưa lên cho quý chú mình dòm cái dàn dăm nó cái ha. Dạ. Dàn xương nữa nè. Rồi, quá đẹp luôn anh ơi. Tiếp theo là cây số 3. Là cây cao nhật. Cây một gốc mà nó nhảy ra được như vậy thì khó kiếm nha quý cô chú. Có kiếm có nhưng mà cái giá thì nó cũng không có Cao nhật một gốc anh ha, một gốc một thôi mà nó nhảy ra, mà nó nhảy được như vậy là bắt đầu nó nhảy hoài, nó đu ở trên cái càng thân ngày nó này. càng bè ra vậy nè quý cô chú. Nhưng mà cái gốc nó nhỏ là như vậy. Giờ cô chú mình vô một cái chậu đẹp, Dạ. mình để phong thủy rồi rất là hấp dẫn ha. Cao nhật. Dạ rồi. Rồi kiểm tra thông số. Cao nó luôn từ gốc tới ngọn 68. Đây cái rễ nhỏ như vậy là 22. Còn ở trên cái này,
cái vách tượng trưng tham khảo thôi anh ha. Này, đúng rồi, chính xác cái vách nó là 55. Nhiều thân vậy đó. Cái này thì mình trồng phong thủy rồi trong nhà nó rất là tốt, nhưng mà cái cây cao này mà khi mà nó nhảy nhiều nó già là nó có trái nha quý cô chú. Dạ. Rồi, rồi cây số 3 cây cao Nhật này thì giao lưu là 700.000. Số 3, 700. Dễ thương quá cô chú. Ảnh hôm nay có mấy bụi á? Số 4. Số 4. Cũng vậy luôn anh ha. Cũng vậy mà cô chú nào chốt một cặp thì kiệt bớt lại cho 100.000. Số 4. Rồi. Thì hai bụi này nó ná ná giống nhau vậy thôi, mình khỏi đo thông số cho nó khỏi mất thời gian nha quý cô chú. Dạ rồi, nhiêu đây anh? Rồi, số 4 này thì nó vẫn là 700.000 thôi. Bao ship toàn quốc ha chú, vô hai cái chậu đẹp để cô chú nhà. Nào mà ship chốt một cặp thì kiệt tính bớt lại 100.000. Dạ. Rồi, tiếp tục giúp em ha. Số 5. Bụi này to hơn, già hơn. To hơn. Cũng chút đỉnh rồi em ơi. Anh ơi, em thấy nhưng mà nó cái độ già nó cao hơn. Cái màu vàng nó rất là đẹp anh ha. Cái này nó cái màu lá nó đẹp quá. Cái màu nó lên đỏ rồi, tức là nó già này. Màu nó lên đỏ đẹp quá chú. Rồi kiệt đo thông số của cái này. Cái chiều cao thì thôi mình khỏi đo đi. Cái gốc nó lượt 28. Ở trên cái bệ vậy là 62. Rồi. Chị xin nhắc lại nha, cao này là cao kiển, cao Nhật nha quý cô chú. Nó càng ngày nó càng nhảy vậy đó, như cây nó già như cây này thì nó tương lai nó sẽ cho buồn trái nè. Dạ, giá như thế anh. Rồi, cây số 5 này thì giao lưu là 800.000. 800. Rồi, có cây lớn thì có cây nhỏ nữa ha. Có cây nhỏ để cô chú mình chơi để bàn làm việc. Cầm lên luôn cây đi. Này thì nó vậy nha, nhưng mà nó rất là độc đáo là nó hai thân nó vậy nè, hai thân nó già nó về con chú nào muốn chơi hai cây thì mình tách ra làm hai cái mình được hai bụi chơi hai cái chậu đẹp anh ha. Đúng rồi, là cao này, mấy này nó từ nó nhảy tự ra nó vậy. Nhảy ra vậy đó, nó phân tách ra. Rồi 300.000 300.000 cho bộ cao số 6. Dạ, khỏi đô đi anh ơi, khỏi. Có gì liên hệ lại với anh Kiệt không chú, mấy cây cao này. Số 7 là một cặp. Này thì đây, cây nhỏ. Nó từ bụi vậy nè quý chú. Rồi, một bụi vậy là nhiêu anh? Một bụi thì 300.000. Nhưng mà cô chú mình chốt một cặp thì nó có một bụi là 3 thân và bụi 4 thân. Phân biệt vậy nghe cô chú. Dạ. Nhiều khi cô chú nào thích một bụi thì cứ báo là một bụi 3 thân và một bụi 4 thân. Đây là bụi này 4 thân nè. Bộ này 3 thân. Rồi số 7. Số 7 này cặp này là Kiệt bán một cặp thì 500. Cô chú nào mua một bụi thì 300 ha. Bụi lẻ thì 300. Dạ. Về bonsai mini để bàn làm việc rất là đẹp của chú. Rồi tiếp theo là số 8. Là một cây nu đột biến. Cây này thì nó dáng bay nó như vậy nè quý cô chú ha. Còn về cô chú nào mà không thích chơi dáng bay, dựng lên thành một cây trực lắc. Dạ. Nó chỉ vậy thôi. Không thích bay thì thích lắc. Thích bay thì lắc anh ha. Rồi Kiệt sẽ đo thông số. Cái cành tán bay nó là được 32. Cây này cũng già. Quanh thân nó được 14 thôi. Dạ. Còn chiều cao nó đo như vậy là nó được 19. Rồi, đơn giản vậy đi. Đơn giản vậy đi. Rồi, cây số 8. Số 8 cây nu đột biến này là Kiệt giao lưu là 500.000. Mặt dưới không đơn giản nha quý chú, mặt dưới nu rất là nhiều. Mặt dưới nó già dữ lắm nè quý chú dòm này ha. Đây. Mấy cây này thì quá thuần của chú yên tâm ha, để nó còn tới bông của nó thì bây giờ nó mùa của nó rồi, bông nó chùm vậy nè quý chú giùm nè. Dạ. À. Rồi anh ơi, 500 thôi anh ha. Rồi cây số 8 này thì báo giá là 500. Số 9. Một em quân nhân quái. À quân nhân quái đây. Đây chứ mình về mình cắt gọt. Đây lập lên cho cô chú mình dòm thấy cái độ co nó ha. Đẹp lắm nha quý cô chú.
Còn tai chi nó thì đã định hình sẵn hết rồi. Chưa, đem chỉ cho cô chú mà cắt này nè. Bít luôn anh ha. Bít hết rồi. Bít rồi. Đó. Có cái cành vân nhân lắc lượng theo cái đường thân rất là đẹp của cô chú ơi. Số 9. Cái này không có tì vết nha quý chú. Cây này vô chậu dĩa là mình chơi rồi. Dạ, cây này đẹp á. Nó ăn dây rồi. Nhìn kỹ là rất là đẹp á. Chiều cao 26. Hoành thân được 11. Cái tán bay của nó là tính tới ngọn nha quý chú là 24. Rồi. Nhiều rồi anh ha. Rồi cây số 9 này là giá 800 ngàn. Mà cắt không còn nha quý chú. Cắt liền xiền xẹo rồi. Đế cũng khá đẹp á. 900 thôi anh ha. 800. 800. Mã số 9 800. Mã số 9 800. Rồi. Hai chỗ đẹp là chơi thôi. Số 10 là cây lộc vừng này thì người ta ôm đá nhưng mà về kiệt gỡ đá. Rồi. Số 10. Số 10. Ồ cái bộ đế. Cây thì cũng có thấy. Kiệt đo chiều cao tới thằng chủ như vậy ha. 34. Hoành thân nó 17. Tổng cái bộ đế nó về là 78. Dạ. Cho em vòng. Để nổi lên khá rõ anh ha. Người ta chậm nó nhét cục đá vô đây cho nên nó chống lỗ nè quý chú ha. Dạ. Rồi cây lục vườn số 10 này là kiệt báo giá là 700 ngàn. 700. Số 10. Dạ rồi. Số 11. Cây lộc vườn. Này cũng vậy luôn anh ha. Này, cây ôm này đá. Là nó ôm cục đá sẵn rồi cho nên về kiệt người ta không cho ôm đá mà ta cho ôm bằng cái chậu. Cho nên về kiệt tháo ra. Rồi anh em dịnh cho anh đo đây. Về quý cô chú mình lựa một cái cục đá đẹp rồi chơi ha. Rồi kiệt đo chiều cao tới cái cục này thôi. Từ dưới rễ lên là 32. Sắp thẳng rễ treo giống như treo dây xích vậy luôn chú. Đo cái đẹp. Cục này là 37. Còn hoành thân thì thôi khỏi đo đi. Còn tổng cái cụm nó như vậy là 95. Mình sắp như dây xích vậy đó anh. Cho nó dịnh cái thân này. 11. Này. 11. Rồi cái 11 này kiệt giao lưu là 700 ngàn. Quay cho em vòng nha. Quay cho em vòng. Vậy nè quý ông chú ha. Dạ. Mình bỏ cục đá, phối cục đá đẹp vô đây là bắt đầu mình trồng luôn cây này nó người ta thừng ở trong cái chậu lọng nước rồi. Cho nên về cô chú mình cứ trồng lọng nước là ok. Dạ. Rồi, mã số 11 anh ha. 11, 700. 700 luôn. 12. 12 là một cây chung nu. Chung nu mà nó bự nó già hột như vậy thì nó chơi nó mới sướng nha quý chú. Nó thân nó giót rất là đẹp. Ở đây nó có một cái mặt lũa nhỏ. Rồi, đây mặt lũa. Cái này nếu nó không có mặt lũa giá nó cũng hơi sướng sướng tài. Chiều cao 56. Cái hoành vị trí này là được là 39. Xuống cái nồi đế nó về là 46. Mà cắt nó nào mà nó bít luôn rồi. Bít nó già nó hột hết rồi. Cây này thì nó người ta bẻ tứ diện về của chú mình vẫn khóa sửa là cây bonsai cảnh rồi chơi ha. Nó chỉ quý cô chú nhớ cái điểm lỗi trong này một chút xíu. Dạ rồi. Nhiều rồi anh. Mà cắt thì nó kéo hết rồi. Rồi cây số 12. Cây số 12 này là kiệt giao lưu là 600 ngàn. 600 thôi. Cắt lùng lực lại quý chú ơi. Chơi rất là đẹp. Lấy cái cục xù rồi không à. Tiếp theo là cây me số 13. Dạ, một gốc me. Hai chi thôi anh ha. Hai chi đuổi nó búng mạnh nè. Cái này về với chú mình chơi ha. 13. Chiều đo thông số, chiều cao tới đây luôn, 60. Hoành thân vị trí này là 17. Tổng cái cục đế nó là 37. Dạ. Rồi cái tán bay đổ nó như vậy nè. 44. Một cái me. Rồi nhiêu đây? Cây me. Mã
số 13 này là 800 ngàn. 13 800. Rồi đổi tiếp anh ơi. Lên máy này đi cho gọn đi. Một cây trung nô. Dạ rồi, trung nô. Hôm nay quá nhiều mặt hàng để lựa chọn. Số 14. Từ phôi cho tới cây thành phẩm luôn. À, dòng nhỏ nhỏ, nhỏ cũng nhỏ tiền dễ chơi. Cây này thì Kiệt chưa làm sạch đế ha, cho nên là nó còn nữa ở dưới, nhưng mà chỉ về thôi. Bây giờ cô chú nào tin tưởng Kiệt thì cứ việc mua về moi nữa. Nhiều khi moi ra lủng rồi cười cười được chứ. Rồi, chiều cao 32. Cái hoành thân vị trí này là 26. Cười xong mà kiếm anh đó chứ. Tổng cái cục này là 55. Đúng không? Cây này cắt hai thân nha quý cô chú. Yeah. Rồi, cây số 14 trung lưu này thì Kiệt cho lưu là 500 ngàn. Toàn bộ mà cắt mới không hay chú? Mà cắt mới không có bị hư mục gì hết. Cái bể đó nguyên một cây mặn. Cục đế không? Hoàng Yến. Cây này là tương lai về nó già hết nè quý cô chú ha. Về quý cô chú mình chơi là nó sẽ lẻ trái rồi đó. Cái này thì Kiệt chỉ bẻ nó một tay vậy thôi, còn ở dưới đây thì nó còn khỏe nữa, cô chú mình làm găng tay nữa. Nó như cây dù vậy thôi, nhưng mùi đế nó rất là khéo. Yeah. Rồi, kiểm tra thông số của cái thân chủ nó thôi. 30. Hoành thân nó được 31. Đó, nồi đế này, hạo thôi nha, cô chú. 76. À, tổng của cái cụm đế. Dạ rồi. Cái mận số 15. 1 triệu. 1 triệu. Dạ, rồi, tiếp tục luôn. Số 16. Một cây chiếu thủy quái. À. Cái này ôm đá. Một cây ôm đá anh ha, ôm đá nó bắt đầu cái này nó bắt từ nè, nó không biết từ đâu nhưng mà nó xếp lại vậy nè. Đây nó bắt đầu từ trong mày đúng không? À. Đi dọc theo đường ra đây rồi nó cuốn xuống đây, nó bắt đầu đi vòng qua đây. À, nó rất là độc đáo cho cái thân này chú. Dưới này rễ thì nó cũng ôm đá vậy nè. 16. Rễ chính nó cắm xuống đây nè, cái gốc nguyên thủy cái gốc. Cái thân nó thì bằng đầu đũa ăn thôi nha quý cô chú. Rồi Kiệt coi chiều cao. Chiều cao nó được 22. Lọt lòng chậu nó là 21. Lọt lòng bề ngang nó là lọt lòng chậu nó là được 14. Rồi cái này là Kiệt giao lưu là 600 ngàn luôn cả chậu như vậy nha quý chú. 600 luôn chú à. Nhỏ nó già thì nó già dữ lắm à. Làm cái này quái quái nào về cô chú mình để bàn nào chơi. Dạ rồi. Còn một cây kim quýt thành phẩm đẹp nữa nha cô chú. 17. 17 một cây trung nô. Nó cục như vậy thôi. Rồi dán phóng về thì về cô chú mình cắt lại làm bạc phong hay gì đó thì cứ làm theo ý thích. Coi Kiệt đó, cái chiều dài của tán bay nó như vậy là 36. Hoành thân này vị trí này là được 20. Tổng cái cục đế hạo nó về là 48. Rồi cây trung nu số 17 này thì giao lưu là 400 ngàn. Cây không từ vết nha quý cô chú, chỉ những cái mặt hẹo cắt thôi. Dạ rồi. Đợi giúp em ha. Cây chưa. Gia Nhật. Cây gia Nhật. Gia Nhật mini rất dễ thương. Cây này thì cái cây nhiêu rồi, cái giá cái chậu nhiêu? Chậu kêu chậu gì đó? Chậu này giống chiếc lá xưa gì đây. Xưa mấy ông cụ ông làm nhiều cái nó bây giờ tuổi trẻ làm theo không nổi. Dạ. 18. Đến đây. 18. 18. 18 một cây da Nhật mini dễ thương. Da Nhật cành rớt rất là đẹp nha quý chú. Rồi, Kiệt đo thông số. Chiều cao vị trí này 20.
rễ buông nữa. Bình thân nó được 8, xuống dưới đây hào hào nó về được 17. Rồi cây này là cây số 18, cây da Nhật này là thiệt với lưu là 600 ngàn luôn cả cái chậu. 600 luôn cái chậu. Dạ. Rồi, tiếp tục giúp em. 19. Một cây dưới thủy này nó già dữ lắm rồi, mà này là nó ba rễ chứ không phải chỗ này nó bọng đâu nghe quý ông chú. Ba rễ nó chụm ba, kiền ba chân. Cây thì không tì vết. Dạ. Thôi chỗ cái này nó bị cháy nắng rồi đó, đồ thiệt làm là nó sạch chết keo là thôi. Rồi qua đây mình. Cái này thay vì thế vậy mình bỏ luôn cái này luôn, lấy cái ba chân này cũng được. Đúng rồi, ba chân kiền ba chân rất là đẹp. Chiều cao 42. Hình thân vị trí này là 26. Tổng cái cụm nó về là 70. 19. Nhiêu ra? Giá 600 ngàn. Cây này kia cũng xin nhắc lại là cái ở ra trong này là không bọng nghe quý chú. Dạ. Đây là không bọng à. Nó ba cái rễ chụm ba vậy thôi. Rồi. Mà cắt bớt hết trơn. Hai chục. Hôm nay bán bạn em Linh Sam. Cây này là Linh Sam 86. Cây này green luôn rồi, bông tím gực nha quý cô chú. 86 dáng hai thân. Chiều cao 30. Hoành thân nó được 13. Tổng cụm nó về 27. Đường kính tán nó là 48. Quay qua tay giúp em luôn. Đúng rồi. 20. 20. Như thế à? 600 ngàn. 600. Rồi, tiếp tục luôn. 21. 21 là một cây tu hú. Găng tu hú ha. Này là tu hú đồng bằng. Chứ không phải là tôi hú Thái nha quý chú. Tôi hú mình ở đây nè. Đúng rồi. Về cô chú mình trồng cho nó ra tùm. Nó cái lá nó ngầm uống nó mát. Dạ, chỉ đau họng nữa. Rồi. Cây liền lạc cũng gốc cũng trà bá ha. Chật lắc anh ha. Chiều cao nó là 24. Lùng lực. Quanh nó được 40. Rồi đơn giản gì đi. 21. Một em găng đồng bằng. 21 găng tô hú 500 ngàn. 500 thôi. Về nghiên cứu ghép rồi với cái dòng găng Indo anh ha. Không, để về đi mình chơi, đặng mình làm thuốc nam rồi làm chơi. Thuốc luôn hả? Ừ, mình uống mình giải nhiệt rồi giải độc gan rồi chơi. Dạ. Tiếp theo là 22. Là em Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc. Dạ. Cây này thì nó dáng nó vậy thôi, nhưng mà kiệt thì khoái chơi một cốt vậy nghe quý chú. 22. Một cốt mình chơi cây nó sạch, nó không có mọc rễ trên, nó không có bò. 400 anh ha. 400 ngàn. Dạ. Rồi kiệt đo thông số. Chiều cao 18. Hoành thân được 8. Đường kính tán nó là 24. Rồi cây Hồng Ngọc Mai nè, số 22 này thì cho lưu là 400 ngàn. 400. Rồi 23. Lên trên. Lên trên luôn anh hả? Một em thủy nu đột biến. Cây này quái à, quái mà còn quái khủng khiếp luôn á. Nó vô ha. Cây này về mình vô cái chậu dĩa cái này. Sẵn anh lại rồi. Đây, anh giữ cố định nha. Rất là quái của chú già xù mà nó dính nha vậy nè. Những cái cục xù này không mà giá trị rồi của chú. Cái này về trồng vô cái là dòm nó nu đột biến ha. Nó phê liền. Rất độc đáo. Cây nu đột biến 23. 23. Rồi thiệt đo thông số ha. Dòm này bọc dữ lắm. Chiều cao nó là 38 mà tới mặt đầu.
Quanh thân này nhỏ xíu à, 12. Còn ở trên này bắt đầu nó tà là ra rồi quý cô chú ha. Dính nhào vậy đó anh ha, nó dính mà nó xù vậy đó ha. Mà nó xù, nó già, nó... Đã lắm quý cô chú, cái này độc đáo. Giá nhiêu đây anh? Rồi, cây số 23 này là kỳ châu lưu là 900 ngàn. Lật cái nữa anh ơi. Đây. Rồi, quá đẹp luôn. Rồi rễ đó nè quý chú, một nồi luôn. Mấy cái này yên tâm anh ha. Chú mình dòm vô trong này cái này thấy nó đã này. Dạ, rồi, 900 thôi. 24. Rồi, 24. Là em Tùng Vạn Niên. Cũng một thân một cành vậy đó quý chú ơi. Đánh cành rớt nè. Rồi, kiểm tra thông số. Chiều cao là 35. Quanh thân em này 15. Còn cái củ đế rõ hào hào gì cho cô chú mình hình dung là 52. Cái tán bài nó là 50. 24 này kiệt giao lưu là 700 ngàn. Cái này 700 thôi. Dạ rồi. Cái này đi anh ơi chứ đừng cản. Em vú. Vú này già dữ lắm à, nó nằm lớp mà nó có đưa cái cục đít lên này, nó chắc nó nổi một nhọt một hạch vậy đó quý cô chú. Cây này cây hộp anh ha. Vú sữa hộp. Vú sữa hộp. Rồi, kiểm đo thông số. Chiều cao 56. Quanh thân vị trí này 12. Cái đuôi này 11. Cái chiều dài này là được 28. Độc đáo chú. Nằm dắt ghế vậy nè. Rồi, cây vú 25 này 900 ngàn. 900. Dạ, tay cành cũng nuôi thời gian rồi ha. Đó, liền lại. Rồi, mấy cây này thường là mấy cây vú sữa tím, tím xưa. Thủy. Da đen lá lớn 26. Dạ, một cái phôi già. Mấy cái này nuôi mà cắt bít rồi. Cốt cũng to. Nhưng mà cây này thì nó già lắm rồi, nó chảy hết trơn. Nó chỉ có cái lỗ này nhưng mà nó cuốn mép nè. Nhưng mà ở trong này nó bị mối đun chút xíu. Lúa bọng. Nó không bọng đâu, nó lúa mặt cắt chút à. Cắt anh hả? Chiều cao nó tới mặt bầu là 46. Quanh thân vị trí này là 50. Xuống tới đây là 77. Rồi. Cốt cành nó là bự hơn ngón tay cái có, rồi bằng ngón tay út có quý ông chú. Nhiều rồi. Rồi, cây chú thủy 26 này giá 700 ngàn. Rồi, tiếp tục với em luôn. 26, 27. 27 mà là một em cây sọp. Cây sọp, còn gọi là cây túc ha. Cái này ôm đá. Giữ đây anh này. Đây, hai thân. Sổ bồ đế ôm cục đá. Rồi, chiều cao nó là 22. Bên thân vị trí này là được 9. Luôn dây 9 thì chắc nó lớn hơn con cặn cái. Rồi cái này về là kiệt bẻ ra về được 29. Nhiêu rồi? 27 này là 400 ngàn. 400 ngàn. Rồi. Tiếp giúp em luôn. 28. 28 là một cây seri. Cây này về quý cô chú nào không thích chơi hai thân quéo quéo vậy thì mình cắt ngang đây về là nó thành một cái cây oai nè. Cắt ăn gì nó thành một cây đổ, nó có ngọn có đỉnh ha. 28. Dạ. Chi cành thì vậy nè, anh chưa vô dây ha chứ à, nó đang cái đổ. Chú chí chú nào muốn vô dây thì kiệt vô dây cho. Đó, đó. Này kiệt cũng định hình chưa, cành nhánh nó chuẩn rồi. Chiều cao nó 26. Cái tán đổ nó về là 18. Quanh thân nó được 15. Tổng cái củ đế nó là 27.
Rồi cây seri 28 này là giá 700.000. Seri này đẹp quá chú, có củ có đế luôn ha. Rồi cho cây kiwi lên đây anh ơi, đếm thôi hồi lọc. Cây lọc ha. Đây lọc vườn bông vàng. Vàng luôn anh hả? Bông vàng. Là ghiên luôn hả? Ghiên luôn cây này. Ghiên luôn hả? Đúng rồi, cây này thì về quý cô chú mình moi này ra là dưới này nó một cục nữa. Bị ở dưới nó ra rễ vậy nè quý cô chú ha. Cây lọc vườn bông vàng riêng luôn nha quý chú. Rồi kia xe đo chiều cao tới đây là 31, cái đít chà bá này là 33, thôi đo vậy thôi. Cái bệ cũ nó nằm rất là đã nè quý chú. Cây 29 rất là liền. Cây lọc vườn 29 này là giá là 900.000. Cái này về quý cô chú mình làm mạnh đại xuống đi. Mạnh xuống về là nó khoe ra đây củ nhịp 2. Cây này nó không có tì vết nha quý cô chú. Đặc biệt là bông vàng luôn anh bông ha. Bông vàng. Rồi cây lộc vườn số 29 này thì báo giá lại là 900.000. Dạ. 30 là khế đi. 30 là khế. Rồi khế khế Mỹ, khế Mỹ, lá quắn. Đại tượng trưng cho một mã thôi nha quý cô chú. 30 thì nó cứ bổ đồng là 400.000 một cây đi. 400.000 cây anh ha. Rồi. Anh có khoảng 5 6 cây thôi quý chú ơi. Ở đây thì có 5 6 cây. Rồi cô chú nào cứ ưng ý thì cứ chốt cho quý cô chú mình. Đây là như cây này cũng quá đẹp nè. Nói chung cây nào cũng có nét hết trơn anh ha. Đúng rồi. Cũng có cây có bông nè nha. Cái dòng này thì nó dễ bông lắm. 400.000 cây. 400.000 cây thì ở đây kìa có 6 cây. 6 cây. Dạ. Rồi, cứ gọi trực tiếp cho anh ha. 31. Là cũng là cây cuối clip. Ủa, còn cây nữa. Rồi, tiếp bên đây. 31 là cây kim quýt này thì nó thành phẩm rồi. Nó kim quýt thành phẩm. Không còn ôm dây nữa nha quý cô chú. Nhưng mà xương nó dày đặc hết trơn ha chú. Xương cành dày cứng. Đây để lật lên cho quý cô chú mình xem. Đây. Nuôi sữa rồi. Một cây kim quýt mà nó thành phẩm nó không còn ôm dây gì nữa là lâu lắm quý cô chú. Lâu lắm. Về nhấp gọn 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 lại là chơi không. Đế nó cũng dáng thú á. Chiều cao 22. Vành thân vị trí này được 13. Chiều dài của cái đế nó về nè là 14. Đường kính tán nó là 34. Dạ. Rồi cây kim quýt số 31 này là kiệt giao lưu là 900.000. Ở gần thì tặng chậu, ở xa thì mở ra quý chú, không phải là tiếc cái chậu nhưng mà đi nó bể cái chậu uổng. Dạ. Ông cô chú nào mà nếu mà muốn chậu ở xa thì vẫn ship nhưng mà có một cái là bể thì quý cô chú thông cảm giùm kiệt. Dạ. 32 là cuối cùng. Là một cây duyên tùng. Dạ, duyên tùng. Cây này cũng có định hình sữa rồi hết, nó không còn ôm dây nữa. À, nó cũng có cành 1, cành 2, cành 3, cành phong, cành 4 đầy đủ quý cô chú ha. Giờ quý cô chú mình lọt nhẹ lại một cái nữa là nó lên vàng dâm, vàng xương là chơi thôi. Cái này trực quân tử, cành rớt rất là đẹp, cây phong cao cành rớt rất là đẹp. Rồi kiệt đo thông số tới cái chuẩn thân không tới ngọn là 28. Hoành thân nó được 7. Đường kính tán nó là 36. Dạ. Rồi cây 32 là cây duyên tùng, cũng là cây cuối clip. Là kiệt xin báo giá với quý cô chú mình là giá là 900.000. 900 anh ha. 900. Rồi. Rồi cuối cùng thì kiệt cũng xin kính chào quý cô chú ha, và chúc quý cô chú đầu tuần dồi dào sức khỏe, nhớ ủng hộ kênh và nhớ có một điều nữa là quý cô chú thông cảm cho kiệt là nhiều khi cũng hay nhớ quên, cho nên là nhiều khi cô chú mình xem là nhớ nhắc chừng giùm kiệt để kiệt xin cảm ơn. Rồi thì xin kính chào. Dạ rồi.
Cảm ơn quý chú đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý chú anh chị những clip tiếp theo.